Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các dòng sản phẩm thái băm đa năng của Takeo. Đầu tiên là chiếc máy Takeo TK3000, sử dụng động cơ 3kW 100% dây đồng. Máy có hệ thống tay đẩy bánh xe, rất là tiện di chuyển, có CB chống giật. Và sau đây là dòng máy thái băm đa năng Takeo TK2000. Máy cũng sử dụng động cơ 3kW dây đồng, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Máy có đường kính miệng băm là 22 cm. Máy có hệ thống bánh xe tay đẩy. Và cuối cùng là dòng máy băm đa năng gia đình TK1500. Máy sử dụng động cơ 1,5 kW. Máy có hệ thống CB để bảo vệ motor và chống giật. Máy có thể băm nhuyễn cho gà vịt nhỏ ăn được. Và bây giờ chúng tôi sẽ băm thử cả ba dòng máy cho các bạn xem. Đầu tiên là chúng ta bật CB máy, cho máy khởi động ổn định trong vòng 30 giây. Sau đó chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào. Và đây là thành phẩm của chiếc máy TK3000. Máy băm rất là nhuyễn và mịn, có thể cho gà, vịt, heo con ăn. Chúng ta có thể điều chỉnh cái kích thước to nhỏ của thành phẩm bằng cách điều chỉnh cái máng trượt ở trên này. Máy TK3000 có năng suất từ 2.000 đến 3.000 kg/giờ. Và tiếp theo đây là nguyên liệu của dòng máy băm thái nhuyễn Takeo TK2000. Máy băm cũng rất là đều và mịn nha các bạn. Nhỏ, nhuyễn mà không bị chảy nước. Nếu muốn băm lớn để cho gà vịt ăn thì chúng ta có thể mở cái máng này lớn lên một chút và cho nguyên liệu vào nhanh hơn thì nó sẽ ra lớn để cho heo, bò, dê ăn được. Dòng Takeo TK2000 này băm trong 1 giờ thì được khoảng 1.500 đến 2.000 kg/giờ. Và đây là dòng băm nhuyễn đa năng Takeo TK1500. Dòng máy băm nhỏ nhuyễn theo sợi dây nan nan các bạn, 500 đến 700 kg/giờ. Sau đây chúng tôi sẽ băm thử cỏ voi và lục bình cho bạn xem cái ba dòng máy này. Vâng, và đây là nguyên liệu băm cỏ voi và nục bình của dòng máy TK3000 và TK2000, TK1500. Với khi băm cỏ voi và nục bình thì nguyên liệu của ba máy ra là gần tương đồng như nhau. Đầu tiên là chúng ta xem về cái sản phẩm của máy băm TK3000. Và đây là sản phẩm của dòng băm TK2000. Rất là đều và nhỏ nha các bạn. Cuối cùng là dòng băm của dòng TK1500. Về băm cỏ voi, lục bình và các loại rau bèo thì ba dòng máy này băm tương đồng như nhau, nhìn không khác nhau là bao nhiêu cả. Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu xong tất cả các dòng sản phẩm thái băm của Takeo. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.